Bạn có biết, ngoài việc là bộ phim siêu nhân huyền thoại của tuổi thơ, Hakuyu Sentai Garanger còn là tác phẩm sử dụng công nghệ CGI nhiều nhất khi so với những bộ Super Sentai trước năm 2001. Mặc dù vẫn còn một số hạt sạn như cử động của robot, siêu thú hay copy-paste một số phân cảnh hành động từ tập này sang tập khác, nhưng phim đã chứng minh được độ xịn sò của mình thông qua việc tận dụng tối đa công nghệ kỹ xảo để tạo nên hệ thống mecha cực kỳ đồ sộ và VIP Pro. Thậm chí nó còn được xem là một trong những hệ thống khủng nhất trong lịch sử Sentai. Vậy hệ thống mecha này đỉnh của chóp cỡ nào mà lại nhận được nhiều lời khen có cánh đến như thế? Hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng tôi tìm hiểu thông qua video toàn bộ robot và siêu thú trong phim siêu nhân Gao nhé. Let's go! Hệ thống mecha của siêu nhân Gao được gọi là các siêu thú. Chúng là những tinh linh của địa cầu, có hình dáng giống với các loài động vật nhưng là phiên bản siêu to khổng lồ, sở hữu siêu năng lực, đánh được yêu quái và khả năng thấu hiểu tâm tư tình cảm của các Senshi. Hộ khẩu của siêu thú nằm ở Thiên Đảo, nơi này từng là nơi ở của hàng trăm siêu thú. Tuy nhiên do ảnh hưởng từ cuộc chiến giữa con người với tộc quỷ Oroku vào 1.000 năm trước nên chỉ có một số siêu thú được an toàn trở về ngôi nhà chung. Số còn lại thì trở thành động vật vô gia cư, chờ ngày được các chiến binh Gao tìm thấy. Chúng lựa chọn nơi mình thuộc về thông qua ngọc Gao, thấy mình match với ai thì trao ngọc cho người đó. Mỗi chiến binh có thể sở hữu từ 2 đến 3 siêu thú với những năng lực khác biệt. Trong một số trường hợp, họ cũng có thể mượn ngọc Gao của nhau. Để triệu hồi siêu thú đi đánh quái, các Senshi sẽ đặt viên ngọc vào thú hoàng kiếm và dương lên bầu trời để nó cất tiếng gọi. Khi nghe giai điệu từ thanh gươm này, các siêu thú sẽ đáp xuống trái đất để kết hợp với nhau thành robot hoặc chiến đấu solo dựa trên sự tham khảo của những con vật tương ứng ở địa cầu. Tiếp theo, ta sẽ tìm hiểu về các hợp thể Gao, cũng qua đó biết thêm về từng loại siêu thú hoặc ngược lại nhé. Đầu tiên sẽ là robot Gao vua, Hakuyu Captai Gao King. Với sự kết hợp của 5 siêu thú nhân vật chính, trong đó Gao sư tử của Gao đỏ đóng vai trò thân trên, bò rừng Bison của Gao đen là thân dưới, cá mập và cọp trắng của Gao xanh và Gao trắng là hai cánh tay, còn đại bàng của Gao vàng thì làm bộ ngực và phần đầu như đang được đội vương miện của robot. Đó là về hình dạng bên ngoài, còn về chức năng chiến đấu, Gao sư tử sẽ làm buồng lái và các siêu thú còn lại sẽ đóng vai trò là vũ khí cho robot. Cụ thể, vào thời gian đầu, để lái được Gao vua, các siêu nhân sẽ di chuyển vào phần đầu của Gao sư tử, sau đó bàn điều khiển sẽ hiện ra, tương ứng với vị trí của từng người. Còn đối với khoảng thời gian sau này, buồng lái của robot Gao vua và các robot khác đã được buff thêm sức mạnh bằng một siêu thú tên là Hồn Gao, được thiết kế với hình dáng của một con chim và mang kết cấu như phi thuyền vũ trụ. Đặc biệt, khi ở cơ thể của Gao vua, siêu thú Hồn Gao sẽ có thể thực hiện chiêu thức Super Animal Heart, cho phép nó tạo ra một họng pháo lớn đi kèm với các nòng súng nhỏ gắn xung quanh để bắn chết con mồi. Còn ở phía ngoài, Gao cọp trắng và Gao cá mập sẽ đóng vai trò là những nắm đấm cực mạnh cho Gao vua với các chiêu thức là Tiger Attack và Shark Shot, làm ta dễ dàng liên tưởng đến những cú táp cực mạnh dành cho con mồi của hai loài thú này ngoài đời thực. Gao bò rừng thì làm điểm tựa vững chắc giúp cho robot đứng vững trước những đòn tấn công của kẻ thù. Không những thế, đôi chân này còn có thể tung cước đá bay kẻ thù bằng các tuyệt chiêu như Bison Kick, một cú đá lộn ngược ra phía sau, hay Double Bison Kick, những cú đá liên hoàn từ trên cao. Bên cạnh đó, chiếc đuôi của Gao cá mập còn là thanh kiếm Fin Blade để Gao vua thực hiện các nhát chém cắt chéo về phía đối thủ nếu đánh cận chiến hoặc cosplay thành Tiểu Lý Phi Đao nếu đánh tầm xa. Ngoài khả năng hợp thể thành robot, 5 siêu thú chủ đạo này cũng có khả năng chiến đấu solo dựa trên cách tấn công của các loài động vật tương ứng ngoài đời thực. Như Gao sư tử sẽ chọn nhảy bổ lên người của kẻ thù, sau đó tấn công một cách dồn dập và mạnh bạo. Gao cọp trắng sử dụng cơ thể thon gọn và sự nhanh nhẹn của bản thân để bật nhảy lên cao, cuộn tròn một vòng rồi bất ngờ giương cặp móng vuốt sắc nhọn hoặc một cú táp cực mạnh để gây sát thương cho con mồi. Gao bò rừng thì sử dụng body cơ bắp với cặp sừng khủng bố để húc văng yêu quái, như cách những con bò hàng riu đáp trả đối phương khi giận dữ. Gao cá mập thì sử dụng bộ hàm to khỏe, chuyên cắn cáp của mình để thực hiện những cú đớp mồi hung tợn. Có thể nói, may mà gao cá mập chỉ xuất hiện trong phim, chứ nó mà xuất hiện ngoài đời thì con người không chỉ mất mạng đâu mà còn bị mất điện nữa cơ. Vì pet cưng của gao xanh có khả năng hoạt động mạnh mẽ dưới nước lẫn trên không. Còn gao đại bàng tuy nhỏ mà có võ, khi vừa có thể dùng cặp cánh để bay, vừa có thể dùng nó để chém đối phương một cách chớp nhoáng. Không những thế, con chim của gao vàng còn sở hữu tuyệt chiêu đặc biệt tên là Feather Bombs, cho phép nó phóng ra những cơn mưa năng lượng có màu vàng vào người của kẻ thù.
Ngoài ra, trong một vài trường hợp, 5 con siêu thú của dàn nhân vật chính có thể phóng ra từ miệng các luồng năng lượng màu sắc để tấn công con mồi từ khoảng cách rất xa. Không chỉ sở hữu 5 siêu thú chủ đạo như tôi vừa kể ở trên, dàn pet cưng của các chiến binh còn có thêm một số các siêu thú khác cũng có khả năng đánh solo hoặc bổ trợ cho robot lúc chiến đấu. Đầu tiên là gao voi thuộc sở hữu của siêu nhân trắng với thân hình đồ sộ có phần nhỉnh hơn cả gao bò rừng cùng hai chiếc ngà sắc nhọn chắc khỏe. Khi đấu solo, nó sẽ chọn thực hiện những cú đâm húc cực mạnh để hất văng con mồi. Còn trong trạng thái kết hợp cơ bản, body của gao voi sẽ tách ra làm hai, phần đầu làm tấm khiên Elephant Shield, phần sau và chiếc vòi làm thanh kiếm Elephant Sword cho hai cánh tay cá mập cọp trắng của robot, từ đó tạo thành gao vua phiên bản mới tên là Gao King Sword and Shield. Trong đó, phần khiên sẽ làm lá chắn chống đỡ các đòn tấn công, còn thanh kiếm thì giúp robot thực hiện các cú chém xoay người liên tiếp vào đối thủ. Đòn kết liễu của Gao King Sword and Shield có tên là Powerful Bisection Evil Crusher. Đòn tấn công này cho phép Elephant Sword trở thành một chiếc roi có lưỡi, rồi tung ra một cú quất roi mang năng lượng của những tia sét để làm món gỏi Oroku xé phay. Thứ hai là Gao Hiêu Cao Cổ, thuộc sở hữu của Gao Xanh. Lúc đánh solo, pet cưng của chiến binh áo xanh sẽ dùng chiếc cổ dài, khỏe và dẻo của mình quật liên tiếp vào người của kẻ thù, khiến hắn bị mất thăng bằng. Trông không khác gì cảnh song đấu của hai con hiêu cao cổ đực ngoài đời thực. Với trạng thái kết hợp cùng robot, Gao Hiêu Cao Cổ sẽ thay thế cánh tay của Gao Cá Mập, tạo thành một vũ khí mới cho Gao Vua là Giraffe Spear. Khi ấy nó sẽ thu gọn tứ chi của mình lại, còn phần đầu thì sẽ được bao bọc bởi một chiếc mũ sắt có đầu nhọn hướng về phía trước trông như một mũi giáo. Hình dạng này có tên là Gao King Spear. Chiêu thức đặc biệt của nó gọi là Demon Penetration Neck Thrust. Khi thực hiện, robot sẽ phóng phần đầu sắc nhọn của Gao Hiêu Cao Cổ về phía kẻ thù như một thiết bị chuyên dùng để săn bắt động vật biển cỡ lớn, gọi là súng phóng lao Harpoon, từ đó tạo thành một lưỡi dao năng lượng hình bán nguyệt, xuyên thủng qua người con mồi. Ngoài ra, có một điều thú vị là dù có khả năng đi lại bình thường như bao siêu thú khác, nhưng mỗi khi Gao Hiêu Cao Cổ thay thế cho cánh tay của Gao Cá Mập sẽ luôn đóng vai trò là shipper, ship tới cho Gao Vua. Thứ ba là bộ đôi Gao Gấu Đen và Gao Gấu Bắc Cực. Thuộc quyền sở hữu của chiến binh Gao Vàng, vì có mối quan hệ anh em thân thiết nên khi chiến đấu, hai chú gấu của siêu nhân vàng luôn song hành cùng nhau trên mọi mặt trận như phối hợp để tạo thành một quả bóng rồi lan thẳng vào người đối phương hoặc thay nhau phóng ra các luồng năng lượng lửa băng để làm tiêu hao thành HP của kẻ thù. Trong trạng thái kết hợp cơ bản, Gao Gấu Đen và Gao Gấu Bắc Cực sẽ thay thế cọp trắng và cá mập làm hai cánh tay chắc khỏe, lực lưỡng cho robot, tạo thành Gao King Double Knuckle. Không chỉ đóng vai trò là những cú đấm uy lực, hai chú gấu này còn có khả năng phòng thủ mạnh mẽ khi có thể giúp Gao Vua chống đỡ mọi đòn công kích từ sóng điện tử bằng cách chắp hai tay lại với nhau. Chiêu thức kết liễu của Gao King Double Knuckle gọi là Ice Fang Blaze Bear Strike cho phép hai cánh tay gấu phóng ra cùng lúc hai luồng năng lượng băng tuyết và dung nham để tiêu diệt mục tiêu. Tuy nhiên, vì Gao Gấu Đen và Gao Gấu Bắc Cực sở hữu nguồn năng lượng quá khủng bố, nên sau khi làm hai nháy cùng một lúc với chúng, Gao Sư Tử đã bị tổn thương nghiêm trọng do không chịu nổi sức ép. Vì thế, các chiến binh Gao đã phải lên đường tìm phương thuốc chữa trị cho nó. Từ đây, họ vô tình tìm được một siêu thú mới có khả năng hợp thể với hai pet cưng của siêu nhân vàng mà không bị chấn thương, đó chính là Gao Khỉ Đột. Do có đôi tay nắm đấm chắc khỏe nên khi chiến đấu nó sẽ sử dụng đôi tay này để nhấc bổng kẻ thù, sau đó quăng ra xa hoặc tạo ra những cơn điện chấn với cường độ mạnh khiến đối thủ bị sang chấn tâm lý thông qua cách tự tay vỗ liên tiếp vào bộ ngực của mình, giống như cách vỗ ngực của những con khỉ đột ở trái đất mỗi khi chúng muốn flexing với đồng loại về sự dũng mãnh. Tuyệt chiêu cá nhân của Gao Khỉ Đột được gọi là Banana Booms. Khi thi triển, nó sẽ dùng đôi mắt laser màu đỏ tạo ra một cụm cây chuối trông giống như mấy cây dừa rồi nhảy thẳng lên phần ngọn, vặt lấy những quả chuối chín vàng, sau đó ném liên tục như dội bom vào người con mồi. Ngoài ra, trong một số trường hợp, Gao Khỉ Đột còn có thể bám vào đôi cánh của Gao Đại Bàng để vượt qua các địa hình hiểm trở. Ở trạng thái hợp thể, Gao Khỉ Đột sẽ liên kết với 4 siêu thú khác cũng nổi tiếng là siêu khỏe trong giới động vật là Gao Đại Bàng, Gao Bò Rừng, Gao Gấu Đen và Gao Gấu Bắc Cực để tạo thành robot mới hoàn toàn có tên là Gao Lực Sĩ, Hakuju Gattai Gao Muscle. Trong đó, Gao Khỉ Đột đóng vai trò là phần đầu và thân giữa, bộ đôi Gao Gấu Đen và Gao Bắc Cực là hai cánh tay, còn Gao Đại Bàng với Gao Bò Rừng thì làm phần thắt lưng và đôi chân cho robot. Khi chiến đấu trong hình dạng hợp thể này, nguồn sức mạnh to lớn của Gao Khỉ Đột sẽ làm tăng sức chống chịu, giúp cho Gao Lực Sĩ không thấy si nhê gì trước những đòn tấn công của Oroku. Ngoài ra, bàn chân của nó còn trở thành Muscle Crackers, aka những họng súng trên vai của robot. Khi được khai hỏa, chúng sẽ liên tiếp xả đạn để gây sát thương cho đối thủ. Ngoài món vũ khí Muscle Crackers, Gao Lực Sĩ còn sở hữu một món vũ khí khác cũng mạnh không kém, có tên là Muscle Anchor, mang kết cấu với hình dáng là sự kết hợp giữa mỏ neo và trái chuối.
Về cấu tạo, Muscle Anchor được nối với một sợi xích dài cho phép gao lực sĩ ném nó vào kẻ thù ở khoảng cách xa khi chiến đấu để tiêu diệt hoặc trói chúng lại tạm thời. Đòn kết liễu của gao lực sĩ gọi là Muscle Lariat, nó được mô phỏng theo một chiêu thức cùng tên trong đấu vật, cho phép robot dồn toàn lực vào hai cánh tay gấu, giáng cho đối phương những cú đấm mạnh mẽ đầy uy lực như cách các đấu sĩ trên võ đài tấn công đối thủ. Bên cạnh đó, con robot này còn có một tuyệt chiêu khác tên là Muscle Bear Hug. Muscle Bear Hug xuất hiện lần đầu tiên trong tập 13 khi robot đang cố gắng đánh bại Oroku đông lạnh bằng cách dùng hai cánh tay gấu bám chặt vào cơ thể của đối phương. Tiếp đến, ta sẽ tìm hiểu một hợp thể robot cũng ngầu không kém gao vua và gao lực sĩ, đó là gao thợ săn Hakuju Gattai Gao Hunter. Với sự kết hợp của ba siêu thú là gao sói, gao cá mập đầu búa và gao cá sấu, trong đó gao sói làm cánh tay trái và phần giáp ngực, cá mập đầu búa là cánh tay phải, còn cá sấu thì đóng vai trò là phần đầu lẫn thân giữa cho robot. Điểm đặc biệt của hợp thể này là nó có ba hình dạng, một là gao thợ săn hắc ám, gao Hunter Evil. Robot sẽ có một khuôn mặt sói và sừng dài đi kèm. Khi các siêu thú khác như gao hươu cao cổ, gao gấu đen, gao gấu bắc cực kết hợp với hình dạng này, nó vẫn có khả năng thi triển các đòn kết liễu đặc biệt Neck Thrust và Bear Strike giống như gao vua nhưng là của phiên bản hắc ám. Hai là gao thợ săn công lý, gao Hunter Justice. Robot sẽ để sừng ra phía sau, còn khuôn mặt sói thì trở thành chiếc nón bao bọc cho mặt người bên trong. Ba là gao thợ săn trăng xanh, gao Hunter Blue Moon. Nhìn chung, hình dạng này tương tự như hình dạng gao Hunter Justice nhưng có sự thay đổi về màu sắc của phần thân, đôi mắt và tăng cường sức mạnh cho hai cánh tay. Khi đánh cận chiến, gao thợ săn có thể sử dụng cánh tay sói hoặc cánh tay cá mập đầu búa để thi triển chiêu thức Oof Attack hoặc Hammer Shot. Còn nếu muốn dùng vũ khí, nó sẽ lấy thanh đao Ligator Blade được tạo nên từ chiếc đuôi của gao cá sấu và vây lưng của gao cá mập đầu búa chém vào người đối thủ. Còn với đánh tầm xa, robot sẽ ném boomerang làm từ chiếc đuôi hình bán nguyệt của gao sói để gây sát thương. Ngoài việc sở hữu nhiều form biến hình, robot của chiến binh gao bạc cũng sở hữu nhiều chiêu thức tiễn vong đối thủ. Chiêu đầu tiên gọi là Heaven and Earthquake, Beast Hurricane, cho phép tạo ra một làn sóng năng lượng cực mạnh từ miệng của gao cá sấu để tiêu diệt con mồi. Chiêu thứ hai là Demon Rush, Revolver Phantom. Khi thi triển, robot sẽ dùng thanh đao Ligator Blade như một mũi khoan để xuyên thẳng vào người kẻ thù. Không chỉ có khả năng hợp thể, ba con siêu thú của gao bạc cũng có khả năng đánh solo dựa trên sự tham chiếu của ba con vật tương ứng ở trái đất. Riêng gao sói thì còn là một phương tiện di chuyển đắc lực cho gao bạc. Trong khoảng thời gian đầu, do gao thợ săn phiên bản hắc ám quá ao trình nên gao vua lẫn gao lực sĩ đã bị nó đánh muốn khờ người và cướp mất đi một số siêu thú. Không những thế, trong một trận đánh với Oroku máy cắt cỏ, gao bò tót còn bị thương, khiến cho quá trình hợp thể không thể thực hiện. Để giải quyết vấn đề, nhà làm phim đã trao cho họ một bộ siêu thú mới là gao tê giác và gao TT với mục đích thay thế cho đôi chân của gao bò rừng, buff thêm sức mạnh cho robot gao vua bằng cách tạo nên hình dạng mới là gao King Striker. Có lẽ vì muốn cổ động cho World Cup 2002 được tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản, nên khi chiến đấu trong hình dạng gao King Striker, robot sẽ biến hình thành Messi và dùng đôi chân tê giác của mình dẫn quả bóng TT. Sau đó dồn toàn lực thực hiện một cú dứt điểm về phía mục tiêu. Không chỉ dừng lại là một quả bóng trong môn thể thao vua, gao TT còn có thể sử dụng như một quả bóng bowling bởi một hợp thể khác tên là gao King Another Arm. Đòn kết liễu của nó tên là Super Fast Rotation Tornado, gao Mandilo Spin. Khi thi triển, robot gao King Another Arm sẽ quay người và sử dụng hai cánh tay được tạo bởi gao sói và gao cá mập đầu búa ném quả bóng gao TT trên một đường băng chạy dọc về phía đối thủ. Ngoài ra, trong tập 25, gao TT còn là một quả bóng bida cho gao thợ săn dùng cây gậy Ligator Blade đánh vào người Oroku hàng xóm, aka Oroku Karaoke. Tiếp theo, ta sẽ đến một con siêu thú dù không phải là chó nhưng lại rất chảnh, đó là gao Nai. Trong tập 29, khi robot gao vua đang bị lép vế trước con Oroku bia mộ, siêu thú gao Nai đã xuất hiện, giải nguy cho các chiến binh. Theo tiết lộ của gao bạc, gao Nai có hai khả năng đặc biệt là chữa lành cho đồng đội và làm cho kẻ thù bị hôn mê tạm thời bằng cặp sừng của mình. Khi hợp thể, gao Nai thay thế cho gao cọp trắng làm cánh tay trái cho gao vua, gọi là Deer Scissors. Từ đó, robot sẽ có hình dạng mới là gao King Crosshorn. Chiêu thức hủy diệt kẻ thù của dạng này là chiêu Cleansing Radiance Manifestation, Bubble Capture. Đầu tiên, robot sẽ dùng cánh tay Deer Scissors phong ấn Oroku trong một quả bong bóng lớn và tiến em lên đường chỉ sau vài nốt nhạc. Siêu thú thứ 17 tên là gao chim ưng, tuy nhiên vì thiết kế cơ thể của nó quá đỗi cun ngầu lại còn có màu chủ đạo đỏ rực như lửa, nên nó còn có một nickname khác là gao phượng hoàng. Nhờ có thân hình siêu to khổng lồ so với loài chim cùng cặp móng vuốt chắc khỏe, nó có khả năng gây sát thương bằng cách tung ra những cú đạp như vũ bão vào người của kẻ thù hoặc quắp hắn lên trên không rồi thả tự do.
Trong trạng thái kết hợp cơ bản, Gao Chim Ưng có thể cùng với các siêu thú khác tạo nên hai robot mới là Gao Icarus và Gao Kentaurus. Đầu tiên, ta sẽ nói về sự kết hợp của 5 siêu thú là Chim Ưng, TT, Hươu Cao Cổ, Tê Giác với này, Gao Icarus. Khi chiến đấu trong hình dạng này, đôi cánh của Gao Chim Ưng sẽ giúp robot bay lượn trên cao để né đòn hoặc làm lá chắn cho robot khi ở chế độ phòng thủ. Không những vậy, khi thi triển chiêu thức Icarus Bite, đôi mắt trên hai chiếc cánh của Gao Chim Ưng còn phát ra một luồng sáng làm kẻ thù bất động. Đòn tấn công đặc biệt của Gao Icarus được gọi là Ultimate Heavenly Technique, Icarus Dynamite, cho phép robot tung một cú sút quả bóng Gao TT ở giữa không trung để dứt điểm mục tiêu. Hợp thể thứ hai có sự góp mặt của Gao Chim Ưng là Gao Kentaurus, một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, fan siêu nhân Gao rất yêu với sự kết hợp 5 siêu thú là chim ưng, sư tử, cá mập, cọp trắng và voi. Chiêu thức kết liễu của Gao Kentaurus là Ultimate Sword Technique Dance of the Beast King. Khi thi triển, robot sẽ lao về phía kẻ thù và tung ra các nhát chém liên hoàn bằng Elephant Sword để tiêu diệt hắn. Bên cạnh các robot chính, tác phẩm Gao Ranger còn có hai robot đặc biệt. Thứ nhất là Gao Chúa, đấng tạo hóa được tạo bởi 5 siêu thần thú là sư tử đen, kền kền, cá mập lưỡi cưa, trâu rừng và báo đốm. Có thể thấy, vì có vị trí khá tâm linh trong thế giới siêu thú, nên vẻ ngoài của robot này trông như một vị thần với chiếc mũ trông như mũ kim sa đội đầu của Đường Tăng phiên bản Nhật năm 1978. Chiêu thức kết liễu Oroku của Gao Chúa còn có tên là Thiên Chu, nghĩa là trời phạt, cho phép robot dùng hai siêu thú là miệng của Gao cá mập răng cưa và đuôi của Gao kền kền như một chiếc cung tên, bắn hạ kẻ thù. Ngoài ra, nó cũng có một chiêu thức đặc biệt khác là Beast God, Wild God's Word. Thông qua cách tích tụ năng lượng vào cánh tay lưỡi cưa, Gao Chúa sẽ thực hiện một vết chém cắt ngang qua để tiêu diệt đối phương. Hợp thể đặc biệt thứ hai được gọi là Gao Kỵ Sĩ, mang mô típ hiệp sĩ châu Âu thời Trung Cổ. Nó xuất hiện một lần trong movie The Fire Mountain Rose và là sự kết hợp giữa các siêu thú là đại bàng, cá mập, cọp trắng, bò rừng, voi và phiên bản màu đỏ của Gao Khỉ Đột, Gao Công. Khi chiến đấu trong hình dạng Gao Kỵ Sĩ, thanh kiếm Elephant Sword sẽ biến thành một cây roi dài để robot thực hiện tuyệt chiêu All Things in Nature Big Burn Final, cho phép quất tới tấp vào người Oroku. Các siêu thú cuối cùng sẽ là Gao Chuột, Gao Ngựa, Gao Cá Đuối và Gao Chim Công. Vì chỉ được xuất hiện chớp nhoáng trong tập cuối nên sức mạnh cá nhân hay khả năng hợp thể của các siêu thú đều không được đề cập. Ngoài ra, ta còn có một siêu thú hiếm có khó tìm từng xuất hiện trong tập Quest X, Gao Panda Appears, Gao Access CD, đó là Gao Gấu Trúc. Bên cạnh các siêu thú và hợp thể robot từng xuất hiện trong series hoặc movie mà tôi kể ở trên, tác phẩm Gao Ranger còn có một siêu thú và hợp thể robot ngoại truyện khác, tuy không xuất hiện trên phim nhưng đã được lên bản thiết kế concept art như siêu thú Gao Voi Ma Mút, siêu thú Gao Cá Heo, robot Gao King Sword Master là sự kết hợp giữa Gao Vua và Gao Chim Công, robot Gao King Valley Tilder là sự kết hợp giữa Gao Gấu Đen, Gấu Bắc Cực, Chim Công, Tê Giác và Rắn Hổ Mang. Robot Gao King Aqua Diver là sự kết hợp giữa Gao Vua và Gao Cá Đuối Mentor. Robot Gao Guardian là sự kết hợp giữa Gao Chim Công, Chuột Túi Wallaby, Rùa Tortoise và Hải Mã. Gao Robot Cracker là sự kết hợp giữa Gao Lực Sĩ và hai cánh tay cá mập với cọp trắng. Robot Gao Muscle Magnum là sự kết hợp giữa Gao Lực Sĩ và Gao Chuột Túi Wallaby. Robot Gao Muscle Striker Longhorn là sự kết hợp giữa Gao Lực Sĩ và Gao Lợn Rừng Tê Giác Tattoo. Robot Gao Hunter Phantom là sự kết hợp giữa Gao Thợ Săn và Gao Rơi. Robot Gao Hunter Predazot là sự kết hợp giữa Gao Cá Sấu, Bọ Cạp với Rơi. Robot Gao Devil là sự xuất hiện giữa Gao Rơi, Cá Sấu, Cá Mập Đầu Búa và Cá Mập Trắng Lớn. Và đó là toàn bộ các siêu thú và robot trong bộ phim huyền thoại Chiến đội Bách Thú Gao Ranger. Các bro thích siêu thú hay robot nào nhất? Hãy comment phía dưới cho Messine biết nhé! Còn bây giờ thì bye bye!